Rồi em Lan Lúa chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh của em ha. Hôm nay thì lễ dân bông Akihabara đến chùa Ambuja. Thì Lan Lúa mời cô chú anh chị và các bạn đi theo chân em Lan Lúa nha. Đây là cô bác đang chuẩn bị đội đội dân bông lên nha. Cô bác đang đợi để mình đi dân bông đi chùa nha cô chú anh chị. Mời cả nhà cùng đi theo chân em Lan Lúa nha. Đây là cô chuẩn bị đi theo đoàn nhân bông nha. Cô bán nước mía nè. À, cô bán nước mía nè. Cô ơi, cho con hỏi thăm bữa nay mình có mấy nhân bông lận cô? À, bữa nay tới 9 nhân bông lận. Mấy? 9. 9 lận hả? À, 9 wow, bữa nay tới 9 đội lận hả? Đội nhân bông. Tại vì chùa Chú Gia mình năm nay làm lớn lắm. Dạ. Rồi, cô ơi, đây chuẩn bị đi dân bông luôn nha cô. Đây là người đẹp chuẩn bị đi dân bông nha cô chú anh chị. Cô đang bán nước mía cho cô bác đang chuẩn bị mình đi ha, cùng đi theo chân em Lan Lúa. Và cô này, nước mía đặc sản luôn á. Dạ, nước mía. Đây là ai có ở vòng vòng ở Sóc Trăng Du Gia thì ba ủng hộ cô nước mía nha. Đúng rồi. Cô nước mía là cô ý đẹp á. Dạ. Rồi, dân bông chuẩn bị đến nha cô chú anh chị ơi. Cùng đi theo chân em Lan Lúa đi xem dân bông nha. Đây là hôm nay là cô chia sẻ cũng là chính đầu nha cô chú anh chị. Vui quá cả nhà. Wow, cô bác đến à. Đi theo dân bông quá trời đông luôn. Thank you.
Thank you.
mâm nha cả nhà. Và bắt đầu mình đi theo chân chân con núi đi vào bên trong nha. Coi người đẹp nha. Đây. Mau bay luôn á, mau chạy tiệt. Ơn quẩn nha. Dạ. Đây là sư đang đổi dân mông nha cả nhà ơi. Quá nắng rồi. Đâu là người đẹp không? Mấy bên xương đó nè. Đây là những người đẹp đang đổi ra. Đâu là người đẹp nha. Hơi nắng nè người đẹp ơi. Người đẹp. Đây là gì của lăn lưới nha cả nhà. Đẹp chưa? Bắt đội bắt đầu xài gông nha. Kiểu ra dân tộc Khmer nha. Rồi đang chuẩn bị nó nhưng mà quần nha cả nhà. Đây, đến anh chị hết giờ hết bơi không luôn. Thank you.
xem Mỹ. Nghĩ lên là sẽ du lịch không luôn. Toàn nó con chú xem Mỹ à, đi xa du lịch không luôn nè. Còn nó kìa, còn xa lên nó kìa, đó, còn xa vô nó kìa. Rồi bên đây thì với cô chú đang chuẩn bị đi lễ nha cả nhà. Cách này dân quốc chung tâm hồng kia ở bên này dân hào thà kia sắp công thương và con ta đây là ba Thank you.
ta còn thêm nha, bằng thêm nha. Thêm cho cô chú đi lên băng cái chùa nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.